Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh Nhật Minh TV. Và anh là Nhật Minh. Chị là Hồng Hà. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Đó là Pokemon. Chúng ta lại hợp nhất những con Pokemon lại với nhau để tiến hóa thành những con Pokemon khác. Có thể là mạnh hơn, đẹp hơn và trông nó đáng yêu hơn. Các em cùng anh vào game để xem cái những con Pokemon đó là gì nhé các em nhá. Let's go vào game thôi. Rồi, đây là cái Pokemon này. Hiện tại thì anh có một con chó màu đen và một người. Đây là anh đây hả? Đây là huấn luyện viên ấy. Ừ, đây là anh đi. Bên kia có hai con khủng long kìa và một người huấn luyện viên kìa, khá là đẹp trai luôn. Đó là khủng long, đó là chú chó này. Khủng long đấy, nào. Tấn công luôn thôi các em nhỉ. Chà, tấn công nào. Ui, bên kia hai đằng sau mà mình thắng được. Ôi, đây. Chú chó của mình đã bị tiêu diệt rồi, nhưng mà khả năng mình vẫn thắng. Chỉ còn lại người huấn luyện viên mà thôi. Huấn luyện viên của mình mạnh quá và đã giành chiến thắng rồi các em nha. Rồi, chúng ta mua được một con rồng này. Để mình mua một con rồng đi. Con rồng kìa, úi rồi. Bên kia lại có một con chó kìa và một huấn luyện viên thôi. Con rồng này chưa tiến hóa, nhìn rất là đáng yêu các em. Con rồng này bé xíu xíu các em ơi. Con rồng con. Rồi, chúng ta sẽ chiến đấu nha. Nào. Rồi, con rồng kìa. Ui. Con rồng này phun lửa à? Con này con rồng cấp 3 mới phun lửa. Ok. Chú rồng đáng yêu chưa? Chúng ta giành chiến thắng rồi. Chú rồng chúng ta bị tiêu diệt nhưng mà chúng ta vẫn giành chiến thắng kem nha. Quá là hay luôn. Chúng ta lại mua thêm được con rồng nữa. Bên kia có một con cua. Chúng ta sẽ mua con rồng này đấy và chúng ta sẽ hợp nhất con rồng lại. Hai con rồng con ra một con chó hơi vô lý nhỉ? Hơi liên quan nhỉ? Bây giờ hai con chó ra cái gì? Chà. Con cua các em ạ. Mình có thể mua thêm được một huấn luyện viên này. Huấn luyện viên này là huấn luyện viên khác. Rồi chúng ta sẽ chiến đấu các em nhá. Thì con cua nó đi buồn cười không nhỉ? Con cua nó sẽ dùng chiêu gì các em nhỉ? Nó cắn à? Chứ nó cắn không biết bắn gì cắn cả. Cắn hay là nó gắp cặp. Nó cắn thì phải. Nó cặp đấy nhỉ? Wow, bên bạn có 3 con rồng con. Huấn luyện viên bạn tóc dài thế. Mình sẽ mua thêm một huấn luyện viên nữa nhá, để nâng cấp huấn luyện viên này. Hợp nhất huấn luyện viên vào. Đấy, và bây giờ hợp nhất huấn luyện viên tiếp này. Trở thành huấn luyện viên có cái ba lô. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu nhá. 2-4. Bên mình rất là mạnh, bên mình sẽ là 2-4 nhá. Rồi, cố lên cua của anh. Ui, con cua cắn một phát là xỉu luôn 3 con đấy rồi, con khủng long rồi. Ui, con cua này quá là khỏe luôn các em ạ. Con cua này được đấy. Con cua này cấp mấy anh? Con cua này đang cấp 1 thôi. Chỉ mới cấp 1 thôi các em ạ. Trong Pokemon thì con cua này cũng khá là mạnh nha. Bên kia bây giờ lại còn chưa cả 2 huấn luyện viên. Trời một ơi. Con chó và một con khủng long. Mình sẽ mua thêm con khủng long đi. Mình sẽ mua thêm khủng long nhé. Khủng long nữa nè. Mình mua được 2 con khủng long. Mình hợp nhất 2 con chó. Hai con khủng long thành một con chó. Để tí nữa mình sẽ hợp với con cua xem nó ra con gì các em nha. Rồi, chiến đấu nào. Cố lên. Ui, con cua mình đã mạnh như thế này rồi thì bây giờ mình hợp nhất lên nữa thì nó mạnh nữa các em nhỉ. Trời, con chó rất là đáng yêu các em ạ. Tí nữa thì bên mình thua nhá, không hề đơn giản. Bên bạn nhìn vậy mà rất là khỏe các em ạ. Không hề đơn giản các em nha, rất là khỏe đấy. Rồi bây giờ anh sẽ mua. Bên bạn có 2 con cua rồi. 2 con cua, 2 huấn luyện viên, 1 con chó. 2 huấn luyện viên tóc đẹp chưa? Làm sao để mình thắng bây giờ? Bên mình bây giờ chỉ có 1 con khủng long này. Mình không được chiêu luôn. Và 1 con chó và 1 con cua sẽ có thắng không các em nhá. Cố lên. Con chó mình mạnh hơn. Không. Thôi, con cua này khỏe quá. Con cua này quá khỏe các em ạ. Chúng ta cần phải nâng cấp con cua của chúng ta lên. Let's go. Bên đối thủ có 2 huấn luyện viên, sao lại còn có 2 con cua nữa. 2 con cua nữa kìa. Mình sẽ mua. Đây rồi. Sẽ ra được con cua này đấy. Bên con cua sẽ ra con gì nhá. Thành một cây nấm. Sao cua lại ra nấm được nhỉ? Sao cua lại ra được cây nấm này? Cây nấm bộ đây là con nấm cấp 2 rồi đấy. Nấm cấp 2 nhá. Rồi, chúng ta sẽ chiến đấu các em nhá. Lấm mổ hả? Vẫn không thể chiến thắng được các em ạ, vì con cua bên bạn vẫn rất là khỏe. Chúng ta lần này chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ mua thêm chú rồng nhá. Hay là mua người lính đi. Huấn luyện viên chứ nhỉ? Đây là huấn luyện viên. Chúng ta sẽ mua thật nhiều huấn luyện viên nhá. Rồi. Hết rồi. Hợp nhất huấn luyện viên vào nhá. Đấy, hợp nhất lại này. Hợp nhất tiếp lại. Cái tóc này giống của Son Goku các em ạ. Đúng rồi, cái tóc này là huấn luyện viên Son Goku. Son Goku thì vô cùng là giỏi các em ạ. Son Goku giỏi lắm. Rồi, chiến đấu em nhé.
Chà, cố lên cây lấm ơi, cây lấm cố lên. Chà, ui, đúng là tóc Sơn Goku hắc. Cố lên, Sơn Goku, Sơn Goku, cố lên. Không được rồi, bên kia có hẳn hai huấn luyện viên mà. Bên kia có hai huấn luyện viên khỏe quá các em ạ. Không sao, trận này chúng ta sẽ mua thêm một huấn luyện viên nữa đi. Rồi, mua thêm hai huấn luyện viên là hợp nhất này. Rồi, rồi. Rồi bên ta sẽ chiến đấu. Trận này chắc chắn thắng luôn, không thắng thì nghỉ game luôn nha các em nha. Chà, cố lên nào, cố lên đấm ơi, cố lên huấn luyện viên Sunku. Úi sồi, à đây là lém bóng, đây là thắng không. Ôi chết rồi, ôi trời ơi, không thắng nghỉ game mà. Nhưng mà không, chúng ta phải thua cái này ta bày kêu khác, không thể nghỉ game được các em ạ. Thua cái này ta bày kêu khác các em nhá, bây giờ mạnh quá các em ạ. Mua thật nhiều khủng long rồi, mua thật nhiều hết rồi. Rồi bây giờ ra con chó rồi nha, thắng chắc luôn, không thắng nghỉ game. Chà, 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 cố lên, cố lên, cố lên. Ui, con này khỏe thế. Cố lên, không phải nghỉ game đấy các em ơi. Cố lên, yeah. Trận này thắng rồi, không phải nghỉ game rồi các em ơi. Thắng rồi, thắng rồi. Ui, càng ngày càng, ui, mạnh thế này thì làm sao mà đỡ được các em. Trời ơi, hai cây đấm và hai con quá là khỏe luôn ạ. Bạn khỏe thế thì bên mình làm sao mà đỡ được. Trời ơi. Ủa, bây giờ mình sẽ làm một binh đoàn chó đi nhỉ? Không, mình sẽ thêm một con cua đi. Con chó hơi yếu. Rồi, chiến đấu các em ạ. Cái lớn mày sẽ đánh bại cái người solo cua nhá. À, cố lên, cố lên. Trời, bên đội mình khỏe quá anh ơi. Ôi, bên bạn khỏe đội quá các em ơi. Cố lên nào. Trời ơi, bên bạn có nhiều cái lấm quá, quá trời, khỏe luôn. Trời, cái lấm nó hôn một cái là xỉu luôn. Ai, cái lấm khỏe quá các em ạ. Các em ơi, chúng ta thua quá nhiều quá rồi. Quá nhiều, cay quá rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ nâng cấp lên nhá. Anh cứ nâng cấp đi nào. Rồi, bây giờ mình sẽ mua luôn con lấm này. À thôi, mình mua từ con 10k này cho nó chất. Đấy, nâng cấp lên con chó. À, và lên chị. Con... Đấy, he he. Con cua các em ạ. Bây giờ chị sẽ nâng cấp con cua lên. Nó đúng sẽ rồi. Thành con gì nhá. Thì tất nhiên là con lấm rồi. À, con nấm à? Bây giờ phải là con lấm thành con gì nhá. Bây giờ sẽ thành con nấm với thành con đấy, gì nhá. Đấy, con lấm thành con gì. Ôi, sao con chim. À, trời ơi, con chim đẹp quá. Con gái, con chim. Con chim, con gà, con chim nhỉ? Ừ. Con gà. Ôi giời, nó bay luôn với cánh luôn kìa. Quá là đẹp luôn. Đẹp quá, đẹp quá. Chiến luôn chứ còn gì nữa. Chất luôn mày nọ. Chiến luôn hả? Đồi 46 chất đi cho nó chất. Chào anh. Chất đi. Thôi. Tin tưởng anh về lần này nhá. Chất luôn. Anh ơi. Con chim của mình khỏe lắm. Con chim của mình khỏe chưa? Thấy chưa? Con chim cân hết này, con chim cân 3 cân 4. Em chưa thấy cân nữa nào. Đấy, cân này. À cân à? Cân 5, cân 6, cân 7, cân 8, cân 9, cân 10, 10 cân. Con chim mạnh chưa các em ơi? Quá mạnh luôn. Yeah, con chim mạnh quá. Wow. Nhưng bên này có tóc xanh này ghê gớm quá nhỉ. Mình... Đó là nhân vật gì vậy anh? Anh chưa biết được, anh cũng phải mua đi. Mua nhá. Ừ. Hay là con chim đi. À, thôi con chim đang đẹp. Đây mua này. Ái cha. Pô. Son Goku tóc xanh. Trời ơi đẹp quá. Son Goku tóc xanh luôn em ạ. Wow. Bây giờ mua thêm con này đi. Con nấm ạ. À? Ừ, mua thêm con lấm rồi hợp nhất hai con lấm này vào thành con chim. Trời. Trời. Mình có nên nâng cấp con chim thành một không ta? Để tí nữa nhá. Không hả? Để quánh luôn. Quánh luôn. Chiến đấu rồi. Mổ đi, cha, mổ đi, cố lên. Cha, ui con chim khỏe chưa? Con chim nó quá là khỏe luôn các em ạ. Anh có hai con chim luôn. Bây giờ chị sẽ hợp nhất. Bên họ có cũng có con chim rồi kìa. Ô đẹp thế. Bây giờ bên bạn cũng có con chim rồi này. Bây giờ mình bây giờ chị hợp. Bây giờ chị sẽ hợp nhất thành hai con chim thành một con chim nhá. Để xem nó sẽ ra con gì nhá. Thế nó ra con gì vậy? Ai ba. Chim ra con ong luôn. Liên quan. Xem ong là đẹp đấy. Con ong đẹp thế nhưng mà hơi ít lực lượng nên chúng ta hơi yếu các em ạ. Phải bổ sung thêm mấy con khủng long đi. Rồi hợp nhất khủng long thành con chó nha. Đây, hợp nhất thành khủng long thành con chó nha. Á, đấy, hợp nhất khủng long thành con chó. Trời ơi, nhiều chó chưa? À, bình tĩnh. Rồi, hợp chó thành cua đi. Rồi bây cho lên cua. Rồi bây giờ có cua, có lấm, có ong rồi. Sợ gì bên bạn nữa. Quất luôn, quánh lượt. Chà, ôi trời ơi, con ong kìa. Ui, con ong nó chích. Con ong nó chích bằng cái ngòi của nó kìa. Cái đít của nó. Chích bằng đít rồi nhá. Cái chích bằng cái ngòi đít của nó này. À yeah, yeah. Thắng rồi. Con ong của mình mạnh quá các em ạ. Huấn luyện viên bên kia bị con ong của chị chích các em ạ. Chích một cái. Ôi bây giờ có hai con chim kìa. Hai con chim và hai con cua luôn. Huấn luyện viên bạn bây giờ tóc trắng luôn rồi. Thành tóc vô cực rồi các em ạ. Tóc vô cực. Rồi thì mình cũng lên thêm con ấy đi. Làm thêm con chó nữa đi. Đấy, làm thêm con chó nữa.
Thêm con cua nữa cho đẹp nhá. Tấn công thôi nhỉ? Tấn công. Chà, ông ơi, cố lên ông ơi. Ui, hai con chim mạnh thế. Còn ông nó chích hay đấy. Ui, hai con chim mạnh quá, chim nó bỏ nó vỗ. Bên bạn mạnh hơn các em ạ. Ủa? Sao mạnh lại hơn được? Bên bạn mạnh hơn. Trời ơi, bạn mạnh quá. Bây giờ chúng ta phải nâng cấp tiếp đi. Chúng ta phải nâng cấp huấn luyện viên. Không thầy đố mày làm lên đúng không em? Chúng ta phải nâng cấp huấn luyện viên lên cấp cao hơn. Cho đẹp trai hơn chứ đúng không? Đấy. Ôi giời, bây giờ lên được. Bây giờ lên được đây. Rồi, mua thêm ít khủng long. Ôi hết rồi. Hết rồi. Không hồi nhất nữa mà anh. Hợp chứ thành con gì nhỉ? Con chim đúng không? Ừ. Chà, đấy cho nó mạnh nhá. Rồi. Rồi, chiến đấu rồi. Tấn công các em ơi, tấn công thôi. Yeah, giành chiến thắng được nào. Ui, ui. Ông nó mổ một phát thôi. Là con cua làm luôn. Ôi giời. Huấn luyện viên bạn mạnh quá. Huấn luyện viên bên bạn quá mạnh luôn ạ. Sao huấn luyện viên bên kia khỏe tê. Huấn luyện viên bạn mạnh quá các em ơi. Liệu bên mình có đủ mua huấn luyện viên không ta? Huấn luyện viên bạn mạnh quá. Quá mạnh luôn ấy. Rồi mình phải mua nhiều và mình hợp nhất nha. Để mình cố gắng lên được huấn luyện viên như bên bạn đi. Không lên lỗi ạ. Rồi, đánh nhau các em nha. Chiến à, yeah, cố lên chim ơi, cố lên ong ơi, cố lên huấn luyện viên. Ôi, huấn luyện viên, bốn huấn luyện viên đang đều nhau đấy. Ui, hay, yeah, giành chiến thắng rồi các bên em ơi. Bên kia phải tâm khủng khủng với các em. Sợ ngay. Các em ơi, như vậy là video hôm nay đã kết thúc rồi. Anh và chị Hồng đã chiến thắng được những con Pokemon của bên bạn rồi. Vô cùng là đơn giản thôi. Nhưng mà những video sau ấy, anh sẽ hợp nhất được những con Pokemon vô cùng là khủng khiếp và lợi hại hơn. Đúng rồi. Và bên bạn cũng sẽ chiêu mộ được rất nhiều những con Pokemon khác, nó to hơn, khủng khiếp hơn, mạnh hơn. Do đó kem nhớ cho anh một like này, một đăng ký kênh này, nhớ bấm chuông để theo dõi video sau để xem anh hợp nhất được ra những con Pokemon gì nhá. Xin chào các em. Bye bye.